cùng với việc tạm giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Chương Đại 1994, trú xóm Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, và Hoàng Văn Thám 1986, trú xóm Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Công an Hòa Bình đang truy tóm kẻ thứ ba là Lý Đình Vũ 1982, trú xóm Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Theo ghi nhận của dân trí, Lý Đình Vũ là kẻ chủ mưu của vụ việc. Lời khai của Đại và Thám cho hay, hôm 6 tháng 10, chúng được Vũ thuê bác tài ô tô A Quang Ban kiểm soát 99C8783 đi từ tỉnh Bắc Ninh đến công ty gạch, vốn xứ Thanh Hà, thị xóm Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ lấy chất A Quang, bơm vào 10 thùng chứa khoảng 10 mét khối. Hai tên này sau đó về công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí cao su Mi ở xóm Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để gửi xe. Tới ngày 8 tháng 10, Đại, Thám và Vũ dùng ô tô A Quang Ban kiểm soát 99C8783 và ô tô 4 chỗ Ban kiểm soát 89A13766 chủ phương tiện là Nguyễn Văn Quyền, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, chở chất A Quang lên xóm Quyết Tiến, xóm Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn Hòa Bình, xả trộn chất A Quang sau đó bỏ trốn. Về đường đi mà nhóm đối tượng di chuyển, như diễn biến nêu trong hậu quả xác minh ban đầu, phóng viên Tuyến Phan Nờ, nhân của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận định về một số điểm bất thường của cung đường, tạm tính theo bản dạng đồ giao thông số. Theo hai phóng viên này, tính từ điểm nhận dầu A Quang ở công ty cổ phần vốn xứ Thanh Hà, Phú Thọ đi thẳng tới nhà máy nước Zeeco, Hòa Bình, con đường chỉ khoảng 71 km với thời gian di chuyển 1 giờ 46. Tuy nhiên, các đối tượng đã mất công thuê xe, chạy không A Quang từ Bắc Ninh lên Phú Thọ với khoảng cách 124 km, 2 giờ chạy liên tiếp để nhận số chất A Quang này, rồi từ Phú Thọ chở hàng chạy ngược lại 119 km về Hưng Yên gửi xe, để rồi hai hôm sau mới từ Hưng Yên chạy tiếp 81 km, với hơn 1 giờ 30 đi đường để đưa dầu A Quang tới Hòa Bình, lén lút trút xả, rồi bỏ trốn, ghi nhận của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tổng hợp.